Vậy còn thằng Tuấn, xung quanh thằng Ca còn quá trời đứa lẻo đẻo theo giúp nó. Ta đã nói với mày rồi, tao là người hiểu rõ từng đứa trong nhóm tụi nó. Mày cứ giao việc đó cho tao. Ủa Tuấn ơi, ông thấy Ca đâu không? Nói ai vậy, nhỏ hai file kia. Ê ê, không có xúc phạm nha, bé D cũng có lòng tự trọng mà nha. Đợi quá, tao đợi quá, tao muốn được ăn, đói, đói.